Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá nơi chia sẻ những thông tin bóng đá mới hấp dẫn uy tín. Dưới đây là cập nhật bóng đá trực tuyến hôm nay ngày 17 tháng 10 tại giải Ngoại hạng Anh. Vào đêm qua, Aston Villa thua 0-2 Chelsea, United thua 0-1 Arsenal, Manchester United hòa 0-0 Newcastle, Southampton hòa 1-1 với West Ham. Trong khi đó, trận Super Sunday ở vòng đấu thứ 11, Liverpool giành thắng lợi 1-0 trước Manchester City. Tại La Liga, Atletico mình bao, thua 0-1 Atletico Madrid, Celta Vigo thua 1-2 trước Sociedad, Real Madrid thắng 3-1 Barcelona, Espanyol thắng 1-0 Valladolid và Real Betis thắng 3-1 America, Serie A, Atalanta thắng 2-1 Sassuolo, Inter Milan thắng 2-0 Salernitana, Lazio hòa 0-0 với Clermont, Napoli thắng 3-2 Bologna. Verona thua 1-2 AC Milan tại Bundesliga, FC Cologne thắng 3-2 Augsburg, Union Berlin thắng 2-0 Dortmund và Munich thắng 5-0 Freiburg. Với kết quả tại vòng 10 diễn ra vào đêm qua tại ngoại Anh lúc này Arsenal đã đứng đầu với 27 điểm, đứng thứ hai là Man City với 23 điểm, đứng thứ ba là Tottenham với 23 điểm, đứng thứ tư là Chelsea 19 điểm, đứng thứ năm là Manchester United 16 điểm, đứng thứ 6 là Newcastle 15 điểm. Từ thứ 7 là Brighton 14 điểm Từ thứ 8 là Liverpool 13 điểm Từ thứ 9 là Benford 13 điểm Từ thứ 10 là Bournemouth 13 điểm Từ thứ 11 là Fulham 12 điểm Từ thứ 12 là West Ham 11 điểm Từ thứ 13 là Crystal Palace 10 điểm Từ thứ 14 là Everton 10 điểm Từ thứ 15 là Leeds 9 điểm Từ thứ 16 là Aston Villa 9 điểm Từ thứ 17 là Wolverhampton 9 điểm ba đội đứng cuối đó là Southampton đứng thứ 18 với 8 điểm, Leicester City đứng thứ 19 5 điểm và đứng cuối cùng Nottingham Forest đứng 5 điểm.